Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến các bác mẫu xe đạp địa hình Mera Rambo 29, một dòng xe đạp MTB được sử dụng cặp bánh 29 inch các bác nhé, một cái khổ inch rất là lớn, nó tạo cho chiếc xe một cái form dáng cực kỳ đẹp, các bác có thể nhìn trên hình. Bánh vành bánh là 29 inch các bác nhé, và lớp sơn này về là một cái lớp sơn màu đỏ vàng cực kỳ đẹp. Đấy, nhìn rất là thể thao. Còn với bộ chuyển động của xe thì được sử dụng một cái bộ Shimano Alivio, một cái bộ chuyển động tầm trung cũng rất là ngon. Trong cái phân khúc thì chiếc xe này em báo giá luôn cho các bác chỉ có là 8,5 triệu các bác nhé, cực kỳ là rẻ luôn trong một chiếc xe đạp MTB hai bánh 29 này, và cấu hình này thì cũng gọi là ngon nhất trong cái tầm giá rồi. Shimano Alivio 9 tầng lip 3 đĩa từ bộ chuyển động này, đề sau rồi gạt đĩa trước và đùi đạp. Đấy, phun hết một set Alivio. Đây, tay bấm xả nữa và sử dụng cả phanh dầu luôn các bác nhé, phanh dầu của Shimano. Mức giá 8,5 triệu thì thực sự là cực kỳ là ngon cho chiếc xe này. Thương hiệu Mera, một cái thương hiệu nội địa của Đài Loan và có được rất nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam tin dùng cũng như là quốc tế, thì hãng xe này nó cũng có những chiếc xe top đầu, có những chiếc xe đạp từ hãng Mera này top đầu trên thế giới về mọi mặt các bác nhé. Đây, made in Taiwan này, được sản xuất tại Đài Loan luôn và có những cái tem đăng kiểm còn giữ nguyên thân xe này. Form dáng và tông màu các thứ rất đẹp các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 39 cm, 38 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này có cái gióng đứng nó ngắn và cái gióng ngang nó tương đối dài. Quy đổi ra thì nó là 15 inch, size 15 inch. Và với cái bánh 29 này nữa thì nó sẽ phù hợp cho bác từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì đi sẽ là phù hợp. Đó, bộ chuyển động full 1 cây Alivio 9 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mượt các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình cực kỳ là mượt. Và giá bán của chiếc xe em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.